Thi hài của những dân quân tử trận Lebanon tử thương ở Syria được trả về nước tin từ Tripoli. Hôm nay, chính phủ Syria đã đưa thêm hai thi hài dân quân Lebanon về nước. Đám đông đã tập trung tại thành phố Tripoli để tham dự tang lễ, khiêng quan tài và hô khẩu hiệu. Nhiều người bắn súng chỉ thiên, những dân quân hy sinh được tin là đã tử trận Tel Kalak trong lúc chiến đấu bên cạnh của dân quân Syria. Bạo động đã diễn ra ở thành phố Tripoli sau khi 14 người Lebanon và Palestine bị lực lượng an ninh Syria bắn chết cách đây trên 2 tuần. Những người này là người Sunni đã qua Syria để tham dự lực lượng dân quân chống chế độ ông Bashar al-Assad, một người Alawite, một chi nhánh của Hồi giáo Shiite. Dân quân miền Bắc Lebanon được tin là đã qua Syria tham gia kháng chiến từ lâu, nhưng vụ 14 người bị chết đã trở thành một việc công khai đầu tiên và đã đưa tới bạo động ở thành phố Tripoli, phân chia trên lằn ranh giáo phái. Người Sunni chiếm đa số trong thành phố đã ủng hộ cuộc nổi dậy chống chế độ al-Assad, nhưng người Alawite trong thành phố thì lại tích cực ủng hộ ông al-Assad. Sau khi gia đình 14 người bị chết xuống đường biểu tình đòi trả xác, chính phủ Lebanon đã thương lượng với chính phủ al-Assad và được đồng ý, nhưng sẽ trả dần dần qua nhiều đợt. Tuần trước, Syria đã chuyển giao 7 xác trong 2 đợt.